Xin chào các em. Trong bài ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho các em làm một số những bài tập trắc nghiệm ở trong phần dấu của tam thức bậc 2 nằm trong sách bài tập đại số lớp 10. Chúng ta sẽ cùng quan sát. Đối với nội dung của phần trắc nghiệm ở trang số 123 thì những cái bài tập ở trong này là những cái bài tập cơ bản. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi luôn nhé. Đối với bài 4.70, đề bài cho đấy là đồ thị hàm số. Đây là một cái bài toán mà cho trước cái đồ thị của hàm số này. Và hiện nay đối với cái chương trình mà thi Trung học phổ thông quốc gia thì người ta cũng sẽ sử dụng rất nhiều đến cái hình dạng của đồ thị. Cho nên là ngay từ trong chương trình của lớp 10 thì cô hy vọng là các em khi mà trình bày và khi mà nắm bắt những cái nội dung liên quan đến câu hỏi mà có chứa đồ thị hàm số thì chúng ta cũng thật tập trung. Đề bài cho là cho đồ thị hàm số y bằng fx. X bình trừ 4x cộng 3 được cho trong hình 46 này. Từ hình vẽ chỉ ra tập nghiệm của bất phương trình. Đấy, chỉ ra tập nghiệm của bất phương trình x bình trừ 4x cộng 3 lớn hơn 0. Như vậy có nghĩa là chúng ta phải đi tìm được những cái điều kiện của x để sao cho thỏa mãn cái phần fx mà lớn 0 này, đúng không? Thì ta biết rằng là nếu như fx lớn 0 có nghĩa là các nhánh đồ thị nằm phía trên của trục Ox thì bao gồm có hai nhánh. Hai nhánh này tương ứng với những giá trị khi x chạy từ âm vô cùng cho đến 1 và từ 3 đến dương vô cùng, đúng không nào? Như vậy đáp án của chúng ta sẽ lựa chọn đó chính là đáp án gì nhỉ? À, chúng ta chọn đáp án D. Đó, như vậy đối với câu 1. Câu bài số 4.70 thì chúng ta lựa chọn đáp án là D. Tiếp theo, chúng ta cùng chuyển sang bài số 4.71. Bài số 4.11 cũng là một bài liên quan đến hình dáng của đồ thị. Chúng ta cùng theo dõi. Đồ thị hàm số y bằng fx bằng ax bình cộng bx cộng c. À, như vậy là nó đã có dạng tổng quát rồi. Và nó cho cái tam thức nó cho cái biệt thức delta, đó là b bình trừ đi 4ac, đúng không? Là biệt số của fx. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? Đối với câu hỏi đúng sai như thế này thì các em cần phải đọc cả 4 đáp án và dựa vào những cái tính chất của đồ thị để chúng ta loại trừ đáp án nhé. Trước hết, chúng ta theo dõi vào 4 đáp án ở đây. Đầu tiên, ta theo dõi vào đáp án A là AB trái dấu. Như vậy là chúng ta chưa có cái điều kiện nào liên quan đến ý này. Chúng ta cùng theo dõi tiếp câu hỏi đáp án ở ý B. Ý B là fx nhỏ hơn hoặc bằng 0 với mọi giá trị của x. Thì quan sát vào đây thì ta thấy đúng là đồ thị này, toàn bộ nhánh đồ thị của nó nằm phía dưới của trục Ox và nó tiếp xúc với trục Ox tại một điểm, có nghĩa là fx nhỏ hơn bằng 0. Như vậy đúng. Với mọi giá trị của x thì ta thấy rằng là toàn bộ cái giá trị của x này, bất kỳ giá trị nào thì nó cũng đều cho chúng ta cái đồ thị hàm số nằm phía dưới trục Ox. Vậy ý B là đúng. Ý C, A nhỏ hơn 0 và C nhỏ hơn 0. Chúng ta biết rằng là chỉ có cái điều kiện mà A, C trái dấu thì nó mới có hai nghiệm phân biệt, đúng không nào? Nó mới có hai nghiệm phân biệt đấy. Thì ở đây người ta cho A và C này là cùng dấu. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng là điều kiện đấy ở đây, bởi vì là hai cái nghiệm của chúng ta có những cái trường hợp mà chỉ có duy nhất một giá trị của x thôi, đúng không? Đấy, ở đây có duy nhất một x. Tiếp theo là nếu như cô gióng vị trí nhánh ở đây lên đây, được chưa, thì chúng ta thấy rằng ấy là vẫn có x dương. Khi cô gióng ở vị trí ở bên này này và còn bên này thì ta thấy là 2x lại đều âm đó. Như vậy là không phải là AC trái dấu, có nghĩa là AC lúc này sẽ là có thể là cùng dấu, đây là cùng nhọn không. Vậy đáp án C vẫn là đáp án đúng. Ý D, để bạn cho là delta bằng 0 và A nhỏ hơn 0. À, lúc này thì ta thấy rằng đấy là nếu như delta bằng 0 có nghĩa là phương trình có nghiệm kép. Nghiệm kép thì nó sẽ có tại điểm đây là trừ b trên 2a. Và dấu của biệt thức, dấu của fx lúc này phụ thuộc vào dấu của a. Nếu như a nhỏ hơn 0 thì toàn bộ nhánh đồ thị nằm phía dưới trục Ox. Như vậy đáp án D là đáp án đúng. Dựa vào sự phân tích vừa rồi thì chúng ta lựa chọn luôn đáp án A chính là đáp án sai cần tìm. Vậy câu 4.71 là đáp án A. Chúng ta cùng chuyển sang câu 4.72.
Tập nghiệm của bất phương trình âm 3x bình cộng x cộng 4 lớn hơn hoặc bằng 0 là. Như vậy ở vế trái, đúng không, thì lại là một tam thức bậc 2. Và chúng ta biết rằng là để xét được dấu của tam thức bậc 2, hay là quy về việc là giải bất phương trình ấy, thì chúng ta sẽ xử lý bằng cách đấy là chúng ta bấm máy tính để chúng ta kiểm tra xem là nó có nghiệm hay không. Đầu tiên các em bấm máy tính như sau. Đối với máy FX570 thì 1 này, 5, 3. Chúng ta nhập các hệ số 3, 1, 4. Thì nghiệm thu được là 4/3 và âm 1. À, như vậy là chúng ta nên lựa chọn những cái đáp án nào mà có chứa các số này. Vậy chỉ có đáp án C và B thôi. Chúng ta phân tích xem là chúng ta lựa chọn B hay là C nhé. Hệ số của x bình chính là bằng âm 3, đúng không? Giá trị này mang giá trị nhỏ hơn 0. Cho nên là toàn bộ dấu của fx nó sẽ như thế nào? Trong khoảng hai nghiệm thì trái dấu A, ngoài khoảng hai nghiệm thì cùng dấu A. Như vậy, lớn hơn ở bằng 0 thì sẽ phải là trái dấu với hệ số A. Đó. Như vậy, trong trái ngoài cùng, đúng không? Trong trái ngoài cùng. Vậy thì lúc này, nghiệm tập nghiệm của bất phương trình nó sẽ phải là đáp án C. Đấy, đáp án C. Như vậy, chúng ta lựa chọn 4.72, đáp án là đáp án C. Tiếp theo, bài số 4.73. Tìm tập xác định của hàm số. Tập hạng xác định của hàm số này thì ta thấy rằng là nó có chứa căn thức và nó biểu thức dưới dấu căn lại là một phân thức. Như vậy thì cô có thể hướng dẫn như sau. Bài 4.73 này. Trước hết thì chúng ta kiểm tra, thứ nhất là x bình cộng x trừ đi 2 trên x bình trừ 1 phải là giá trị gì? Lớn hơn hoặc là bằng 0. Vậy lúc này thì chúng ta đưa về việc đi xét dấu của biểu thức này. Chúng ta sẽ lập bảng xét dấu. Đầu tiên là giá trị x, tiếp theo là phần tử số, và cuối cùng là mẫu số. Và phân thức cuối cùng x bình cộng x trừ 2 trên x bình trừ 1, đúng không? Bây giờ chúng ta lựa chọn những cái giá trị mà sao cho tử số bằng 0. Bằng máy tính 1, 1 và âm 2. Vậy ra 1 và âm 2, chúng ta viết nháp ra ngoài các cái giá trị này, 1 và âm 2 này. Tiếp theo, bên dưới x bình trừ đi 1 và bằng 0 thì như vậy sẽ có các nghiệm là 1 và âm 1. Bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp các giá trị này theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Đầu tiên là âm vô cùng, tiếp theo đến âm 2, âm 1 và 1, cuối cùng là dương vô cùng, đúng không? Đối với các giá trị đầu tiên là ta có bằng 0 khi x bằng âm 2 và x bằng 1. Đó. Tại các giá trị khác chúng ta không xét. Bên dưới x bình trừ 1, đúng không? Thì bằng 0 tại các giá trị âm 1 và 1. Giá trị 2 chúng ta không xét. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra. Người ta bảo là đây là một cái tam thức bậc 2, cho nên trong khoảng hai nghiệm thì sẽ trái dấu với trong trái ngoài cùng. Trong khoảng hai nghiệm là trái dấu với hệ số A. Hệ số A là 1 là dương. Cho nên là trong khoảng hai nghiệm đấy thì sẽ mang giá trị là âm, đúng không? Ngoài khoảng hai nghiệm cùng dấu. Tiếp bên dưới đấy, thì cũng là trong khoảng hai nghiệm thì trái dấu, như vậy nó sẽ có dấu âm, ngoài khoảng là dương. Đấy. Bây giờ chúng ta xử lý tiếp. Đầu tiên khi x bằng âm 2, đúng không, thì cả cái phân thức này sẽ cho kết quả là 0, tức tử số bằng 0. Thì mẫu số thì cả phân thức sẽ bằng 0, tương tự bên này không. Còn khi x ở đây chúng ta thấy là 0 chứ 0, như vậy là không xác định. Không xác định. Và đây chúng ta cũng không xác định. Bây giờ chúng ta xét dấu này. Dương chia dương thì sẽ ra dương. Âm chia dương ra âm. Âm chia âm ra dương. Và cuối cùng là dương chia dương ra dương, đúng không? Đó. Vậy thì theo như dự kiện của đầu bài thì người ta yêu cầu để tìm tập xác định. Và từ điều kiện ở đây thì ta có là suy ra x sẽ thuộc vào đâu nhỉ? X sẽ thuộc vào từ
âm vô cùng cho đến âm 2, đúng không? Và ngoặc đây ngoặc vuông. Đấy. Gì nữa? À, hợp với âm 1 đến 1 và hợp với 1 đến dương vô cùng. Đúng không? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát vào phần đáp án. Phần đáp án của ý này ta thấy rằng là có 4 đáp án. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất đáp án D là trùng khớp với cái kết luận chúng ta vừa thu được. Như vậy, ở đây thu được đáp án là đáp án D. Tiếp theo, bài số 4.74. Đề bài cho là tìm các giá trị của tham số M để phương trình vô nghiệm. Đây là một phương trình bậc 2, đúng không nào? Đó. Thì chúng ta thấy rằng có cái hệ số của x bình. Cho nên là chúng ta phải xét các trường hợp. Trường đầu tiên đó là khi m mà bằng 0. Đấy. Khi m bằng 0 thì các em thay vào phương trình. Thay vào phương trình. Thì chúng ta thấy rằng đấy là 0 này. Mà cộng với. Chúng ta cùng thay nhá. 0 này. Cộng với 2 nhân 2 nhân 0 trừ đi 1. Như vậy ở đây là trừ đi 2x, đúng không? Đó. Cộng với 2 bằng 0. Từ đây ta sẽ chỉ ra được x bằng 1. À, như vậy là có nghiệm mất rồi. Vậy thì x bằng 0 là không thỏa mãn. Suy ra m bằng 0. Không thỏa mãn. Chúng ta sẽ tiếp trường hợp khác nữa. Ta có ở đây trường hợp tiếp theo là khi m phương trình này là phương trình có chứa m khác 0. Đấy, thì nó trở thành phương trình bậc 2. Và phương trình bậc 2 thì để cho nó vô nghiệm thì chúng ta sẽ đi xét cái biệt thước delta, đúng không? Delta sẽ bằng, ở đây thì có rất đặc biệt là có 2. Cho nên chúng ta xét delta phẩy luôn. B phẩy bình tức là 2m trừ 1 bình phương trừ đi AC tức là trừ đi m nhân m cộng 2. Lúc này phân tích ra thì ta thu được là 4m bình trừ đi 4m, đúng không? Cộng với 1 trừ m bình trừ đi 2m. Đó. Như vậy ta có là 3m bình, đúng không? Trừ đi 6m cộng 1. À, lúc này thì ta đã có được delta phẩy rồi. Đấy. Mà theo như đề bài ta có là để cho cái phương trình này vô nghiệm. Để phương trình vô nghiệm, đúng không? Thì suy ra delta phẩy của chúng ta phải mang giá trị là nhỏ hơn 0. Hay 3m bình trừ 6m cộng 1 phải nhỏ hơn 0. Được chưa nhỉ? Bây giờ các em thấy rằng đây chính là một cái bất phương trình. Chúng ta kiểm tra bằng cách đặt bấm máy tính trước xem nó có nghiệm hay không. 1, 5, 3. Nhập các hệ số 3 này, âm 6, 1, đúng không? Thu được các nghiệm ở đây là 3 cộng căn 6 trên 3 và 3 trừ căn 6 trên 3. Đó. Mà đề yêu cầu đây là nhỏ hơn 0. Cho nên là chúng ta sẽ xử lý bằng cách là gì nhỉ? Trong khoảng 2 nghiệm thì trái dấu với hệ số A. Bây giờ cô sẽ lập cái bảng xét dấu trước x này. Cô coi là như đây là m này. Như vậy đây là fm đi. Đó. Các nghiệm đây là 3 trừ đi căn 6 chia 3 và 3 cộng căn 6 chia 3. Cuối cùng là dương vô cùng. Đó. Tại các giá trị này đều bằng 0. Trong khoảng 2 nghiệm thì trái dấu với hệ số A. Như vậy là âm, bên ngoài là dương. À vậy thì có nghĩa rằng là x lúc này sẽ phải thuộc vào đâu? À, m lúc này sẽ phải thuộc vào trong khoảng đó là 3 trừ căn 6 trên 3 đến 3 cộng căn 6 chia 3, đúng không nào? Rồi. Vậy thì so sánh vào phần đáp án thì ta thấy rằng là điều kiện ở đây là gì nhỉ? À, đó chính là trường hợp A, đúng không? Đấy, vậy chúng ta lựa chọn đáp án ở đây là đáp án A. Các em cùng theo dõi cho cô sang ý cuối cùng, câu 4.75. Tìm các giá trị của tham số m để bất phương trình có tập nghiệm là âm vô cùng cho đến dương vô cùng. Có nghĩa là nó phải luôn luôn mang giá trị nhỏ hơn 0 với mọi x thuộc vào R. Đó. Thì đầu tiên chúng ta cũng sẽ kiểm tra đấy là với trường hợp là m mình nhỏ.
À, trường hợp đầu tiên là m bằng 0 đã, để chúng ta thấy rằng là xem là nó có nhỏ hơn 0 hay không. Này. Nếu như đối với trường hợp m bằng 0 thì các em nhìn trực tiếp ở đây ta thấy rằng là chắc chắn là nó sẽ có một cái giá trị x. Vậy thì nó không thỏa mãn tập nghiệm là từ âm vô cùng đến dương vô cùng, chúng ta loại luôn đáp án đó. Tiếp theo thì nếu như nó là một cái phương trình bậc 2 m khác 0, đúng nào? M khác 0 ấy. Thì ta sẽ có đấy, thì ta sẽ có cái điều kiện ở đây đó là delta như thế nào nhỉ? À, delta của chúng ta chắc chắn là phải mang giá trị là nhỏ hơn 0. Đấy, chúng ta có nhá. Delta phải nhỏ hơn 0. Đấy. Và hệ số m lúc này sẽ phải cùng dấu với cả cái f này, có nghĩa là cùng mang giá trị âm, tức là m phải nhỏ hơn 0. Thế delta của chúng ta tính được, thu được là gì? B bình, tức là 2m trừ 1 bình trừ đi 4ac, tức là 4m, đúng không? Nhân với 1 đấy, nhỏ hơn 0. Và m nhỏ hơn 0 bên dưới. Chúng ta giải cái hệ bất phương trình này thì ta sẽ có 4m bình trừ 4m cộng 1 trừ 4m, đúng nào? Đấy. Và nhỏ hơn 0. Bên dưới là m nhỏ hơn 0. Tiếp tục giải bất phương trình, hệ bất phương trình này thì ta có là 4m bình trừ đi 8m cộng 1 nhỏ hơn 0 và m nhỏ hơn 0. Giờ chúng ta sẽ bấm máy tính để kiểm tra nhé. Đầu tiên ta nhập các hệ số 4, âm 8 và 1. Thu được kết quả ở đây là m sẽ gồm có các hai giá trị, đó là 2 trừ căn 3 trên 2 và 2 cộng căn 3 trên 2. Như vậy thì nhìn nhanh vào đây thì ta thấy ngay được đó là nó sẽ phải nằm ở trong khoảng nào? Trong khoảng hai nghiệm thì trái dấu với hệ số, đúng không? Cho nên là m sẽ có giá trị là 2 trừ căn 3 chia 2, nhỏ hơn m và nhỏ hơn 2 cộng căn 3 chia 2. Cuối cùng là m nhỏ hơn 0. Đấy. Thì khi kết hợp cái điều kiện này, được chưa? Kết hợp điều kiện này thì chúng ta thấy rằng là tương đương với cái điều kiện là 2 trừ đi căn 3 trên 2 sẽ phải nhỏ hơn m và nhỏ hơn 0, đúng nào? Tuy nhiên khi mà quan sát vào trong phần đáp án thì các em thấy rằng là không có cái ý nào mà có chứa 2 trừ đi căn 3 cả, trên 2 cả. Nhưng có một cái điều đặc biệt, đó là cái đáp án D của chúng ta nó có dấu hiệu gần như vậy. Chẳng qua là cái phần 4 trừ 2 căn 3 trên 4 nó đã giản ước đi hệ số 2 mà thôi. Cho nên đáp án cần tìm của chúng ta chính là đáp án D. Đó. Vậy đối với cái bài số 4.75 là chúng ta thu được đáp án D. Trên đây cô đã hướng dẫn cho các em phần bài tập trắc nghiệm liên quan đến dấu của tam thức bậc 2. Và đối với phần trắc nghiệm này thì chúng ta sử dụng những cái dấu hiệu nhận biết về việc đấy là xử lý trắc nghiệm của bất phương trình. Trong bài tới thì chúng ta sẽ đi chữa bài tập ôn tập chương. Và buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo.